Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Là nói đầu tiên xin kính chúc với cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi bên em một cái căn biệt thự đẹp mênh mông luôn. Đó, một lầu đúc nha anh chị, hậu cư 100%. Đường đan mặt trước á là 4m, còn mặt sau mình là 3m. À, phía sau có một cái view sông nữa, tuyệt vời, mát mẻ, thông thoáng luôn chị ơi. À, đứng tại ngay vị trí là chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim. À, đây thì đầy đủ tiện ích như là ngân hàng, điện máy xanh, ủy ban, trường học. Ở đây từ trường mầm non đến trường cấp 3 luôn chị. À, con cái về đi học rất là gần và đi chợ rất là tiện nha. Đây là bến xe khách Vĩnh Kim. À, chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim ở đây chị ha. Chuyên cung cấp trái cây lên Sài Gòn anh chị ha. Căn biệt thự mà nó là ngang là 6,5m, mặt chính chiều sâu là 22 bên tay trái, còn bên tay phải mình chiều sâu là 15, đá chữ L. À, qua bên mặt tiền thứ hai là thở hậu ra là 7,3m. Cái hướng cổng chính mình là hướng tây bắc, còn cổng phụ phía sau là hướng tây nam. Địa chỉ đây là ở ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Ở đây thì mình đi về thành phố Mỹ Tho anh chị thì chỉ có là 14 km thôi, còn cách thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây là 69 km nha. À, để quay một vòng mình xem nha. Đường ở đây là khi bằng đường tỉnh lộ 876 nha anh chị. À, ngân hàng kế bên, đây có ngân hàng Agribank và Sacombank nha anh chị. Ở đây hiện tại thì bắt đầu rất là sung túc nha anh chị ha. À, thì Vĩnh Kim chuẩn bị là lên là thị trấn nha anh chị, nên ở đây mình ở rất là phù hợp luôn. Thứ nhất đó là cách cái đường tỉnh lộ 876 này nè và chợ Vĩnh Kim có 100m thôi, một vị trí cực kỳ gần luôn, cực kỳ tiện luôn. Ở đây thì buôn bán mặt hàng được các chị, rất là tiện anh chị ha. Mình đi đường thẳng đường này về quốc lộ 3 ngã ba Đông Hòa là 5km nha anh chị. Còn hướng ngược lại đường tỉnh lộ 876 này thì mình thẳng hoài luôn là tới ngã ba sông Thận, cách khoảng là 2 cây số, thẳng một đường thôi. Tới đó bắt đầu đụng tới đường tỉnh lộ 864, bên trái là về khu công nghiệp Bình Đức, chạy xe khoảng là 10 phút nha. Còn bên phải là về hướng Kim Sơn, Phú Phong, Cây Lậy, Ngũ Hiệp rồi anh chị nha. Rồi em xin mời chị ha. Em sẽ chạy xe từ vị trí đường tỉnh lộ 876 và chợ Vĩnh Kim luôn, đưa tới căn nhà để mình theo dõi đường xá và hàng xóm nha anh chị. Rồi em xin mời chị nha. Đó, đây là ngay cái cầu chị mình đi ở bên tay trái nè. Đó, cặp bài xong mình chạy vô đúng 100m là tới căn nhà rồi, rất là tiện luôn chị ha. Đó, buổi sáng mình đi chợ thì đi bộ tập thể dục luôn. Đó, kế bên anh chị ha. Còn con cái mình đi học thì chạy xe có 2 đến 3 phút rồi là tới trường học rồi. Đó, đây trường cấp mầm non đến trường cấp 3 luôn á, là mình chạy xe khoảng là 2 đến 3 phút là tới anh chị ha, rất là gần, là vài trăm mét anh chị. Đây view sông anh chị không, rất là đẹp luôn chị không. Hả, mặt sau mình là mé sông này anh chị ha, xíu em quay cái mặt sau, giờ em sẽ quay mặt trước nha, mình thẳng là tới đây cái mặt trước đây. Hả, nước trên này ra vô liên tục nên không có sợ bị hôi thối nha chị ha, rất là mát luôn, có làm bờ kè sẵn luôn chị. Rồi mình đã tới vị trí gần nhà chị nha, để em đậu xe lại chỉ ranh giới ha chị ha. Căn biệt thự mình rất là đẹp chơi, xem là chốt liền trong ngày nha anh chị, do làm ăn khó khăn kẹt tiền bán gấp nha anh chị ha. Đây còn là đường công cộng, đường thông anh chị ha, nhà anh chị không, nhà sắc xét nhau không à. Đó, rất là đông đúc anh chị ha. Đây hàng xóm mình đây, bên trái bên phải kế bên đều có dân cư ở đông đúc nha. Đây, cái cổng làm to đùng luôn chị ha, rất là đẹp. Đó, ganh từ vị trí bên tay trái là chị, cái cổng mình đây. Đây chị ha, cổng mình đây, qua bên tay phải mình là 6,5m nha chị. Đó, để em quay cao cho mình xem ha. Đây,
Ở trước cổng á, cũng gắn đèn cổng nè, và bên trong cũng có đèn năng lượng mặt trời nè, và trên cũng có đèn rất là nhiều anh chị. Buổi tối bắt đèn rất là sáng, rất là đẹp luôn nha anh chị ha. Làm rất là kiên cố luôn chị thấy không? Đó. Toàn bộ phòng khách, phòng ngủ và tất cả phòng á, đều là cửa căm xe nha anh chị ha, cao cấp nha. Qua bên tay phải mình anh chị ha, nè. Giáp tranh đi cái nhà kế bên đó, 6,5 m chị ha. Rồi để quay lại cái mặt tiền mình xem ha. Đây ra đường này là 4 m rồi chị ha, thẳng một đường thôi, 100 m là tới chợ Vĩnh Kim và tỉnh lộ 876 rồi. Ở nhà chị nào hàng xóm, nhà nào đấy to đùng mà chị theo. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong căn biệt thự mình tham quan từng chi tiết nha anh chị. Giá thì gia chủ ký gửi là 5 tỷ 500 triệu nha anh chị. Sao không, một căn biệt thự rất là đẹp. Đó. Mình có xe ô tô mình đậu ở đây rất là thoải mái nha. Ở đây thì chưa có làm máy tiệc chế. Đó. Nếu mình đậu xe ô tô trong cái sân mình á thì mình làm máy tiệc chế nhất là cho nó mát, thông thoáng ở trước sân mình anh chị ha. Đó, đèn là đèn năng lượng mặt trời chị, kiểu đời mới chị ha. Ở đây thì có chỗ để xe máy nè, chị có thể dẫn ra đây để xe máy ở khu vực Minh Hồng nhà chị ha. Và đây cũng có xe một bức tường anh chị, cao là 2,5 m chị ha. Và ở trước sân đây thì xung quanh có trồng một số kiểng trang trí cái sân mình cho đẹp anh chị ha. Đó, đây là để xe máy mình đi dẫn ra đây anh chị ha. Rồi em sẽ đi vô bên trong mình tham quan nha. Cửa sổ chị thấy không, là cửa bằng sắt lồng kiến cường lực nha anh chị. Đây cái nền nhà căn biệt thự mình rất là cao chị ha. Đó. Đây là cửa bằng gỗ anh chị ha, gỗ căm xe, nay em nói căm xe anh chị nha. Đây bên trong nhà cực kỳ đẹp luôn chị thấy không, gắn đèn chùm đèn bi rất là bắt mắt luôn chị ha. Nhà rất là sang trọng, em thấy bước vô đây thấy thông thoáng thoải mái luôn. Đó, rất là rộng. Đó, bên trong căn nhà thì chủ cũng ốp gạch cao là 1 m anh chị ha, và dưới là toàn bò gạch bóng kiến anh chị. Còn trên lầu thì cầu thang lên là cũng là đá hoa cương, tay cầm bằng gỗ căm xe và sắt anh chị ha. Đây mình mở cửa sổ rất là thông thoáng luôn. Đây là kiến anh chị, cường lực anh chị ha, để cho lấy ánh sáng vô cả không gian cái phòng khách mình anh chị. Đó, mình kéo màn lại, buổi tối mình kéo màn lại nha. Đó, còn nắng quá mình kéo lại. Ở đây được có điểm nhấn trang trí căn nhà mình anh chị ha. Đó, cũng ốp gạch lên tới trần luôn. Ở bên trong cái căn biệt thự mình trên đây là thạch cao nha anh chị. Đó, này là kiểu điểm nhấn cái căn nhà cái trong phòng khách ha. Đây, rất là đẹp chị thấy không? Đây là cái lối nãy dẫn xe máy lên nè chị, em quay nè. Đó. Mở ra mình xem ha, bị phá cửa ngoài. Đó. Chỗ nãy em quay vô chị dẫn xe máy chị ha. Rồi đây là không gian bếp nấu ăn. Đây ở dưới ở trên đều có cái hộp tủ để chén bát nồi ơi cho rất là gọn gàng luôn nha chị ha. Đây nhà là trang trí chỗ phòng khách, đây là phòng bếp ăn, đèn rất là đẹp ha. Đó. Đây là xài là dạng âm tường hết chị, bếp điện đó chị. Cái này là chỗ rửa chén bát bằng đá chị nha, chứ phải là bằng inox chị, bằng đá nha chị ha. Trên đây là dồi bằng inox. Đó. Tủ rất là nhiều luôn nên mình để chén bát nồi rất là gọn luôn chị ha. Rồi còn phía sau cái nhà tắm nhà vệ sinh, đây là bếp, là nhà tắm nhà vệ sinh. Đó, bên trong rất là rộng luôn, qua wow, trời rộng luôn chị ơi. Bồn sen tắm bằng inox anh chị, và không gian cửa sổ đây có một cửa sổ rất là lớn này để mình lấy ánh sáng vô. Đó. Rất là thông thoáng anh chị ha. Có cái labo để mình đánh răng rửa mặt. Đó.
nhà tắm nhà vệ sinh là chung nha anh chị. Ở đây thì ốp gạch cao là 3 mét anh chị ha. Trên trần cũng là thạch cao. Rồi để em đi qua cái mặt tiền thứ hai mình xem rồi sẽ lên lầu anh chị ha. Đây mình tới đây là bắt đầu là anh chị là bên ta phải là thì xong đây là 15 đó, bắt đầu đá chưa lào ở đây chị ha, là mặt tiền thứ hai. Còn bên tay trái mình thẳng luôn là 22 mét, 22 mét tới ngoài tới đây con gào anh chị thấy không, con gào vào đây đó. Giờ em sẽ đi ra cái mặt tiền thứ hai và có một bãi ke đó, chủ đã làm sẵn cho mình rồi. Ở chiều ra không mát, rất là mát, rất là thoáng luôn chị ha. Toàn bộ là gỗ căm xe hết anh chị đó, cao cấp anh chị ha. Đây cũng có một cái không gian để trồng kiển rồi chị ha, trang trí nhà cho đẹp đó chị ha. Và camera quan sát nhà đã gắn xung quanh nhà rất là nhiều anh chị ha. Đây trước màn hình mình bên ta phải chị các quan sát nè, trang trí mấy bức tường bên tay phải đây là ấy bằng đá đó. Trang trí cho rất là đẹp cái không gian anh chị ha, cái cổng mình đó. Đây là cổng phụ không biết sao cũng có đèn năng lượng mặt trời nên chị ha. Rồi em sẽ đi ra cái mặt tiền thứ hai, ra cái view xong mình xem ha. Đây đường ô tô mà vô tới cổng sao cũng được luôn. Đây là bà kè là mình làm chị ha. Ở đây là giới của sông nhưng mà mình sử dụng luôn chị ha. Trồng bông kiển này nhà nước cho làm nhưng mà xây kiên cố nhà đầu thì không cho anh chị ha. Rất là rộng luôn, rãi luôn chị ha. Trồng bông rất là đẹp luôn. Qua tới đây chị thấy không, đây là không gian cái bạc kè mình làm á chị ha. Đó về thì anh chị mua căn nhà căn biệt thự này thì cái phần này là mình sử dụng luôn chị ha. Đó ở đây có gắn một số đèn nè, hai chỗ cái lan can nè, buổi tối bắt lên rất là đẹp anh chị. Chỗ cũng để một số băng đá ngoài đây chị ha. Cái bạc kè này làm rất là kiên cố chị ha. Một cái view sông rất là mát, rất là thoáng luôn. Mé bên kia cũng có nhà ở nè, rất là đông chị ha. Nước chảy chị không, ga vô liên tục luôn. Nên thủy triều đây là không sợ mình nước hôi thối chị ha. Rồi em xin mời chị nha, em sẽ đi vô lầu mình tham quan rồi mình nắm rõ cái không gian cái căn nhà căn biệt thự mình luôn nha. Đây là cái không gian rộng trên lầu nè anh chị. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi lên lầu mình tham quan anh chị ha. Đang quay rất là kỹ nên video em cũng hơi dài ha, mong cô chú anh chị cố gắng xem hết video của em để mình nắm được cái thông tin chính xác căn biệt thự này để mình mua mình ở nha. Em thấy giá thì có 5 tỷ 500 triệu thôi, giá rất là hợp lý, nhà xây rất là kiên cố, toàn bộ là cao cấp hết anh chị ha. Ở đây thì cũng có tiệm phun xăm thẩm mỹ rồi chị ha, kế bên nè, cái bên nhà mình luôn. Cái cổng rất là đẹp chị, đã ốp đá rất là đẹp luôn. Rồi em xin mời chị nha, em sẽ đi nhanh lên lầu mình tham quan ha. Căn biệt thự thì rất là hoành tráng, rất là sang trọng anh chị ha. Vô đây bước vào đây thấy rất là mê luôn đó chị. Rồi em sẽ đi lên cái cầu thang này. Không gian thiết kế phòng khách rất là rộng, rất là thoáng anh chị ha. Đây thấy cầu thang lên là có bậc thang, là đây là đá hoa cương nha anh chị, cao cấp anh chị ha. Rất là đẹp luôn. Tay cầm bằng gỗ cầm xe, còn cái khung đây là khung dạng là khung sắt bằng giống như bằng gang vậy anh chị, em thấy như bằng gang với sắt chị ha. Thiết kế cái mẫu rất là đẹp ha. Đây quay cao cho mình xem nè, đó tường cũng ốp trang trí lên cầu thang rất là sang trọng luôn chị thấy không, hào rất là đẹp. Đi nãy giờ chị thấy không, chưa hết căn biệt thự nữa chị. Rồi trước tiên thì mình về phải trước nha, về trái đi, về trái trước đó, thiết kế màn có sẵn hết luôn, mình về mình đem quần áo mình ở anh chị đó. Lúc trước là định cắt bên đây là một căn của cũng gia đình nhưng mà đây thì đang ngưng không có cắt anh chị ha. Cũng anh em vậy chị, tính ở chung các hai căn hay giống nhau nhưng mà cuối cùng bên kia kế bên thì không có cắt chị ha.
Đây, bên trong đây rất là thông thoáng luôn, cửa sổ thiết kế rất là nhiều anh chị ha, nên lấy sáng vô, lấy gió trời vô rất là thông thoáng cái không gian căn biệt thự của mình nha anh chị ha, rất là đẹp luôn chị không. Hai lớp cửa, trong là cửa nhôm, ngoài là cửa gỗ, hai lớp cửa ha. Đó, chỗ đây là chỗ đánh răng cửa mặt, không gian đây là không gian phòng ngủ trên lầu anh chị ha. Dưới đây là gạch anh chị nha, gạch giả gỗ anh chị, rất là đẹp luôn. Trên trần có đèn ngủ nè, rồi đèn châm, đèn bi, rất là đẹp luôn ha. Để điểm ra cái ban công mình xem nha. Thấy cái tay cầm ha, nhìn thấy là rất là sang trọng rồi. Cửa này rất là nặng anh chị, mới kéo là thấy rất là nặng anh chị ha. Hiện tại có mặt đây là trên lầu 1 anh chị ha. Cổng chính nè, quay từ từ cao xuống anh chị ha. Đây là cổng chính. Rồi, em sẽ đi qua cái phòng kế tiếp nha anh chị. Nhà thiết kế em thấy rất là thoáng luôn chị, dành cho những gia đình đông thành viên chị ha, về đây mình ở chị ha, phòng ngủ thấy rất là nhiều anh chị đó. Chị thấy không, bắt đèn buổi tối đẹp hơn đó chị. Một phòng, trên lầu là hai phòng, ba phòng đó chị đó. Đây là tắm nhà vệ sinh, ngoài đây là đánh răng rửa mặt, có gương ở chỗ đối diện nhà tắm ha. Đây, nhà tắm nhà vệ sinh thì là chung, không gian rộng rãi thông thoáng, cửa sổ rất là lớn chị, và ốp gạch lên tới là 3,5 mét chị ha, rất là cao luôn, rồi xuyên tắm bằng nóc anh chị. Rồi mình sẽ đi mình thông quan tiếp. Ở đây có một cái cửa thoát hiểm nhìn ở phía sau căn nhà anh chị ha. Và phòng này là phòng cuối cùng anh chị ha, là phòng thứ ba, xin lỗi, phòng thứ hai chị, hai phòng anh chị ơi. Nãy là nhà tắm nhà vệ sinh, cái phòng này em thấy rất là rộng, rất là thoáng luôn, cửa sổ xung quanh rất là nhiều luôn chị ơi. Quay cao cho mình xem đây, rất là nhiều luôn đó. Bên trong thì có màn sẵn rồi, buổi tối mình kéo màn lại mình ngủ anh chị ha. Đây là khung sắt ở trong, ngoài là kính cường lực và khung sắt nữa chị, nên rất là an toàn, rất là chắc chắn anh chị ha. Đây chị theo rất an ninh. Rồi để em đứng ở đây quay không gian rộng mình xem thấy rõ toàn bộ ha, bên trong trong phòng ngủ. Rồi mình đi, sẽ đi ra cái ban công nha anh chị. Em thấy thiết kế toàn là kiến xung quanh anh chị thôi nè, màn nè đó. Mình kéo màn lại là buổi tối, ban ngày mình kéo cho sáng đó. Anh chị không nè, đây là kính cường lực hết anh chị, tại vì cô chú có hai đứa con thôi, bây giờ cũng đi nước ngoài rồi nên cô với chú cần bán nhà này chị ha. Đây là cái ban công ở cổng phụ của chị ha, cũng rất là thông thoáng luôn. Và ở đây là cái chỗ tay cầm, đây là cũng là khung sắt có view sông chị không, rất là đẹp. Rồi để em tạm dừng video ha. Quý hàng cô chú nào quan tâm cái căn biệt thự ngay vị trí chợ Vĩnh Kim, kế bên tỉnh lộ 876 luôn, chỉ có 100m thôi. Ở đây thì có trường mầm non tới trường cấp 3 luôn, ngân hàng đầy đủ tiện ích ở đây luôn. Bán kính chỉ có là 100 đến là 300m thôi, có đầy đủ luôn chị ha. Giá là 5 tỷ 500 triệu, thổ cư căn biệt thự mình là 100%, với hai mặt tiền, mặt tiền trước là đền 4m, mặt tiền sau là đền 3m nha, nên xe ô tô tới vị trí căn biệt thự luôn. Một vị trí cực kỳ đẹp anh chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giống hình để tương tác của em, cũng có động lực về những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị hoặc cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.